Cô chào các con. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều loài động vật đáng yêu đấy. Và hôm nay cô con mình sẽ cùng khám phá về những động vật sống trong rừng nhé. Bây giờ cô mời các con chơi trò chơi ô cửa bí ẩn. Cô có 3 ô cửa, mỗi ô cửa mở ra là hình ảnh một loài động vật sống trong rừng. Cô mời các con cùng khám phá về những loài động vật đó nhé. Cô sẽ mở ô cửa số 1 nào. Ồ, đây là hình ảnh bác gấu này. Bác gấu có rất nhiều em bé đấy. Gấu là loài động vật sống trong rừng. Gấu rất thích mật ong và bác di chuyển rất chậm chạp. Cô mở ô cửa số 2 nào. À, đây là hình ảnh một bạn sư tử rất là xinh. Bạn sư tử có một đặc điểm là bạn chạy rất nhanh. Dáng người rất là thon gọn. Và bạn rất là thích ăn thịt đấy. Tiếp theo, cô sẽ mở ô cửa số 3 nhé. Ồ, đây là một bác voi. Bác voi có vẻ già rồi nhưng bác rất chăm thể dục này. Bác voi cũng là động vật sống trong rừng. Bác có đôi tai rất to, đôi ngà dài và chiếc vòi dài nữa. Bác rất là thích ăn cỏ đấy. Tiếp theo, cô mời các con chơi trò chơi bé hãy tìm động vật sống trong rừng nhé. Các con hãy quan sát trên màn hình. Có 4 loài động vật khác nhau. Và chúng mình đoán xem loài động vật nào sống ở trong rừng nhé. Bây giờ cô sẽ chọn thử nào. Ồ, bạn sai rồi. Bạn hãy chọn lại đi. Chú chó này không phải là động vật sống trong rừng. Chú là động vật nuôi trong gia đình đấy. Ồ, bạn giỏi quá. Ồ, bạn giỏi quá. Bạn sai rồi, bạn hãy chọn lại đi. Như vậy, có 2 loài động vật sống trong rừng, đó là khỉ và hổ. Còn chó là động vật nuôi trong gia đình. Cá là động vật sống dưới nước đấy. Bạn khỉ có một sở thích đó là rất thích ăn chuối. Bạn leo cây rất tài. Còn bạn hổ có đặc điểm là bạn chạy rất nhanh, bạn thích ăn thịt. Và tiếng gầm của bạn hổ nghe thì chúng mình thấy rất sợ hãi đấy. Trên màn hình là những miếng ghép nhỏ xinh. Không biết sau những miếng ghép này là hình ảnh của ai đấy nhỉ? Bây giờ cô mở thử ra nhé. Ồ, hình như sau miếng ghép là hình ảnh của bạn báo đúng không nhỉ? Bây giờ cô sẽ mở tiếp nhé. Ui, lại có cả đuôi nữa này. Đúng là bạn báo rồi. Cô mở tiếp nhé. Ui, hình như có 2 bạn báo đúng không? Ôi, nhưng người rất dài, trông giống như bạn chăn rồi. Cô mở tiếp nhé. Không biết đây là ai nhỉ? Có vẻ cái cổ rất dài. À, cô đã thấy có một đôi mắt. Cổ của bạn này dài quá. Chắc các con cũng đoán ra rồi đúng không? Đây chính là hươu cao cổ. Ồ, lại có một bạn hươu nhỏ nữa này. Như vậy là có tận 2 bạn hươu. Bây giờ cô sẽ mở hết những miếng ghép ra nhé. Ui, 2 bạn này đi chơi trong một không gian bầu trời rất là đẹp và nhiều mây. Hươu cũng là động vật sống trong rừng.
hươu có một đặc điểm, đó là chiếc cổ rất là dài. Hươu thích ăn lá cây đấy. Vừa rồi các con vừa tìm hiểu về những loài động vật sống trong rừng, trong đó có bác gấu, hổ, sư tử, hươu cao cổ, bác voi, bạn khỉ. Ngoài ra còn rất nhiều những loài động vật khác nữa đấy, như ngựa vằn, hươu sao, báo. Ngoài những loài động vật các con vừa tìm hiểu, còn rất nhiều các loài động vật khác nữa đấy. Chúng mình hãy tiếp tục khám phá về những loài động vật phong phú đa dạng trong khu rừng nhé.